Rồi vừa xin giao lưu kế tiếp có mã số là 38, là một cặp bằng lăng tím lá nhỏ phôi mới về lùng lực luôn nha. Cây lùng lực khá là đẹp, lũ luôn nè, lùng lực bonsai luôn nha. Cây này lũ âm thân luôn đây, rất là ok luôn. Cây bên này có hoành là 61 cao 30, cây bên này có hoành là 50 cao 32. Hai cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh 600k bao ship, cây bao sống nhà mình yên tâm luôn nha. Bằng lăng tím lá nhỏ mới về luôn. Cây lùng lực khá là đẹp. 600k bao ship hai cây này luôn. Bao sống luôn cả nhà. Rồi nhà vườn xin qua hai cây này luôn nha.